sau 2 đến 3 tuần sơn móng gel, chúng ta thường gặp trường hợp lớp móng mới mọc ra khiến mẫu móng không còn đẹp như ban đầu. Nếu bạn tháo lớp gel cũ và làm lại móng mới thì rất mất thời gian, tốn kém và lãng phí vì lớp gel cũ vẫn còn đẹp và chắc. Lúc này, gel làm đầy là phương pháp hoàn hảo nhất. Hướng dẫn đắp gel khi móng mới mọc. Móng mới mọc làm mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Móng mới mọc làm mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Quy trình đắp gel móng tương tự như quy trình đắp gel móng. Mài lớp gel cũ, sau đó dùng cọ phủi sạch bột và bụi trên móng. Cắt, rũa lại theo chiều dài mong muốn, chà nhám bề mặt sơn gel. Phủ bột mới lên móng mới mọc. Dùng máy may mài lại toàn bộ móng cho đều, mỏng, tự nhiên, không nổi cộm. Tiếp tục chà nhám để lớp sơn gel mới dễ bám hơn. Cuối cùng, chọn màu gel và sơn lại móng tay của bạn. Tổng thời gian cho quá trình đắp gel khoảng 1 tiếng. Hướng dẫn làm sạch móng trước khi đắp gel, sơn gel tại nhà. Công đoạn pha chế đóng vai trò quan trọng trong quá trình đắp gel, sơn móng gel. Việc bạn có được mẫu móng ưng ý, đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị. Rũa móng đúng cách, vệ sinh và sử dụng dụng cụ cắt lớp biểu bì đúng cách sẽ giúp quá trình đắp gel, sơn gel dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch móng tay của mình bằng các bước sau. Bước 1. Rũa móng theo hình dáng mong muốn. Rũa móng trước khi đắp gel và sơn gel. Để có thể sơn gel và sơn gel tại nhà thành công, đồng thời có một vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần đến ánh sáng, hãy bắt đầu với việc làm sạch móng tay. Chúng ta cần bắt đầu với việc cắt, rũa và tạo hình cho móng. Chọn hình dạng bạn muốn trước khi cắt và rũa chúng. Kết thúc việc tạo hình bằng cách làm tròn bề mặt móng tay của bạn. Một số kiểu móng phổ biến như tròn, vuông, nhọn, hạnh nhân hay oval, bạn nên cân nhắc và quyết định kiểu móng phù hợp trước khi sơn gel. Vì sơn gel không giống như sơn móng tay acrylic nên không thể cố định nó trong hoặc sau khi sơn. Bước 2, loại bỏ lớp biểu bì ra bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Sau khi hình dạng cơ bản của móng đã được thiết lập, loại bỏ lớp biểu bì xung quanh gốc móng bằng thuốc tẩy. Dùng que đẩy phần da đã tẩy ra khỏi móng. Sử dụng một miếng bông gòn nhúng vào acetone để loại bỏ dầu hoặc mảnh vụn còn sót lại trên móng tay của bạn. Bước 3, sơn lớp nền lên móng. Sơn lớp móng trước khi sơn gel. Lớp sơn nền nên được phủ rất mỏng đối với sơn gel, mỏng hơn nhiều so với sơn thông thường. Sơn lớp nền cẩn thận để tránh bị dính vào tay. Bạn có thể sơn gel mà không cần đèn tại nhà, nhưng lớp sơn nền sẽ khô lâu gấp đôi so với sơn gel có đèn. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột. Nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gel là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp móng ngắn, móng gãy, móng mỏng, móng yếu hoặc cần thiết kế mẫu móng ấn tượng. Dụng cụ đắp móng gel gồm có những gì? Dụng cụ đắp gel cũng không quá cầu kỳ, chi phí mua sắm khi học hay mua để làm không quá cao, tùy theo mức phí bạn muốn đầu tư nhiều hay ít. Không quá đắt nếu bạn muốn có một bộ dụng cụ đắp móng gel cơ bản đầy đủ. Khi muốn đắp gel bạn cần có những dụng cụ sau. Các loại gel đắp nền móng là gel dẻo pha sẵn trong hũ, bạn chỉ cần đắp trực tiếp lên móng không cần pha chế gì nữa. Các màu đắp nền móng gồm có pink, hồng, clear trong suốt, white, trắng. Gel đắp trang trí thường có nhiều màu sắc hoặc gel kim tuyến để đắp ẩn hoặc đắp 3D. Đèn LED UV hơ gel dùng để hơ cứng gel sau khi đắp xong hoặc sơn gel. Đặc trưng của chất gel là không thể khô tự nhiên giống như đắp bột. Cọ đắp gel dùng để lấy gel và kéo gel trên móng. Kích thước cọ không quá to và có hai dạng là dạng đầu bản vuông hoặc đầu tròn. Sơn liên kết, sử dụng làm sơn base trước khi đắp để tăng độ bám dính, giữ độ bền cho móng tốt hơn. Cồn lau gel, dùng để lấy đi gel thừa sau khi đắp và làm sạch bề mặt móng, giúp móng bóng láng hơn. Kềm bấm móng, để bấm móng ngắn đi sau khi đắp. Các loại móng giả với nhiều form khác nhau, có móng đục và móng trong. Form đắp gel,
Miếng lụa đắp móng, dùng trong trường hợp dán lên móng cho móng yếu, móng đang bị gãy. Giấy lau gel. Các dụng cụ tháo gel, chai nước tháo gel, ủ gel, cây sủi móng, giấy bạc. Rũa móng, rũa form sau khi đắp móng. Buffer làm nhám bề mặt móng. Các phụ kiện trang trí, sticker, hoa khô, kim tuyến, đá. Quy trình đắp gel chuẩn cho thợ nail. Sau khi chuẩn bị dụng cụ đắp móng gel, World Nail School sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình đắp gel chuẩn salon là như thế nào. Bạn cần làm tuần tự theo những bước sau. Nhặt sạch da và rũ móng theo hình dạng yêu cầu. Nếu sử dụng móng thật, dán móng giả nếu cần. Buffer nền móng và phủi bụi. Dùng sơn bông ép khử dầu trên móng. Dùng sơn liên kết sơn một lớp mỏng, làm bám gel, hơ máy và lau cồn. Sử dụng cọ đắp lấy một lớp gel mỏng khi lấy gel khéo léo nhẹ tay để trong gel không bị nổi bọt ở trong. Đặt gel từ phao móng cách phao một sợi tóc. Từ phao móng kéo qua hai bên móng sao, cho gel không bị tràn ra ngoài hai bên khóe móng. Cho tay vào máy hơ gel để làm khô. Đắp lớp 2 với lớp gel dày, đặt gel lên phao móng và nhấn cho tròn phao, kéo gel xuống đầu móng. Nghiêng đầu cọ để áp gel về hai bên phần khóe, và vừa xoay vừa kéo nhẹ gel ôm vào móng. Nếu tràn thì dùng nước lau gel lau cho sạch. Đặt ngón tay chúi xuống để gel chảy đều. Hơ khô móng trong 3 phút và lau cồn. Dùng rũa định hình form theo yêu cầu và nhớ rũa cả bề mặt móng cho đều mịn. Buffer cho mịn móng một lần nữa, phủi bụi và lau cồn. Tiếp tục sơn base để sơn móng hoặc dán phụ kiện. Sơn top hoàn thiện móng. Muốn tiệm nail luôn đông khách bạn phải biết. Khi số lượng tiệm nail lớn nhỏ mở ra quá nhiều sẽ dẫn đến việc cạnh tranh, cũng như khách hàng sẽ có nhiều sự chọn lựa. Đôi khi bạn có thể thấy một tiệm nail nhỏ lại có lượng khách rất đông, dù xung quanh đó có nhiều tiệm lại vắng khách. Họ có tuyệt chiêu cả đấy. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển tiệm nail của mình, thì hãy đọc ngay bài viết này nhé. World Nail School đã nhận được vài bí quyết để tiệm nail luôn đông khách từ các chủ tiệm lâu năm. Tạo nét riêng cho tiệm nail của bạn. Những tiệm nail luôn đông khách là nơi đã ghi được ấn tượng với khách hàng, để họ quay trở lại và còn giới thiệu khách đến thêm. Nhiều chủ tiệm đã quên đi việc tạo sự riêng biệt cho mình để khách đến một lần phải nhớ. Họ thường không quá đầu tư vào bảng hiệu, trang trí hay dụng cụ trong tiệm, mà chỉ dừng lại ở mức đủ có. Những bạn trẻ ngày nay, dân văn phòng, nhóm khách hàng lớn của các tiệm nail hiện nay lại thích làm móng tại những nơi thoáng mát, sạch sẽ, tiệm được bày trí theo phong cách riêng biệt, xinh xắn. Hãy tạo cho tiệm của bạn một phong cách riêng từ cách bày trí, bảng hiệu, nêm các một cách đồng bộ để khách hàng ghi nhớ lâu hơn. Chú ý vệ sinh tiệm luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Khách hàng sẽ chú ý đến điều này lắm đó. Dù cho tiệm đang đông khách như thế nào, bạn cần phải nhắc nhở nhân viên luôn giữ cho tiệm thoáng mát, sạch sẽ, các dụng cụ phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phải chú ý đến vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như kềm, rũa, khăn, chai sơn, đèn hơ, bồn ngâm. Nếu vào một nơi không được sạch sẽ, khách hàng sẽ cảm thấy e ngại về đảm bảo an toàn khi làm nail và nghi ngờ về chất lượng dịch vụ của bạn ngay. Dịch vụ chất lượng, tâm lý với khách hàng. Bí quyết để tiệm nail luôn đông khách cốt lõi nhất chính là dịch vụ chất lượng. Dù bạn có làm tiệm sang xịn như thế nào, giá hợp lý nhưng chất lượng không làm hài lòng khách hàng thì cũng không thể nào giữ chân họ được. Bạn phải đảm bảo cửa tiệm của mình mang lại cho khách hàng sự hài lòng, từ những cái nhỏ nhất như nhặt da, rũa móng, sơn trơn, tay nghề của người thợ phải được đào tạo nêu chuyên nghiệp và đồng đều, để khách hàng có quay trở lại vẫn ưng ý như lần trước. Sự hài lòng của khách hàng còn nằm ở chỗ tâm lý nữa. Nhân viên phải vui vẻ, nhiệt tình, khéo léo mang lại cho khách thời gian thoải mái khi ở tiệm. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với khách, dù trong lúc làm có thể xảy ra một chút sơ sót, khách hàng vẫn vui vẻ bỏ qua. Hãy đón nhận những ý kiến, phàn nàn của khách để cải thiện dịch vụ của bạn tốt hơn. Thường xuyên làm mới những dịch vụ ở tiệm. Khách hàng luôn yêu thích những gì mới lạ và những gì đang là xu hướng. Bạn phải nắm bắt được điều đó. Hãy theo dõi xu hướng nail trên thị trường và cập nhật ngay vào tiệm. Hoặc bạn hãy tìm tòi những cái mới, sáng tạo nhiều hơn để mang lại sự khác biệt. Điều này đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như nước sơn mới, charm mới, kiểu vẽ mới. Bạn hãy thử nghĩ xem khách hàng ghé đến sau vài lần và được nghe nay tiệm em có về cái này mới nè, chị có muốn thử không? Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy thú vị hơn và có gì đó đáng trông đợi mỗi lần ghé tiệm. Ngoài ra, bạn còn có thể kèm thêm những dịch vụ làm đẹp khách song song với dịch vụ nail như massage, gội đầu, uốn mi, nối mi. Sau 2 đến 3 tuần sơn móng gel, chúng ta thường gặp trường hợp lớp móng mới mọc ra khiến mẫu móng không còn đẹp như ban đầu. Nếu bạn tháo lớp gel cũ và làm lại móng mới thì rất mất thời gian, tốn kém và lãng phí vì lớp gel cũ vẫn còn đẹp và chắc. Lúc này, gel làm đầy là phương pháp hoàn hảo nhất. Hướng dẫn đắp gel khi móng mới mọc. Móng mới mọc làm mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu.
quy trình đắp gieo móng tương tự như quy trình đắp gieo móng. Mài lớp gieo cũ, sau đó dùng cọ phủi sạch bột và bụi trên móng. Cắt, duỗi lại theo chiều dài mong muốn, chà nhám bề mặt sơn gieo. Phủ bột mới lên móng mới mọc. Dùng máy may mài lại toàn bộ móng cho đều, mỏng, tự nhiên, không nổi cộm. Tiếp tục chà nhám để lớp sơn gieo mới dễ bám hơn. Cuối cùng, chọn màu gieo và sơn lại móng tay của bạn. Tổng thời gian cho quá trình đắp gieo khoảng 1 tiếng. Hướng dẫn làm sạch móng trước khi đắp gieo, sơn gieo tại nhà. Công đoạn pha chế đóng vai trò quan trọng trong quá trình đắp gieo, sơn móng gieo. Việc bạn có được mẫu móng ưng ý, đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị. Rũa móng đúng cách, vệ sinh và sử dụng dụng cụ cắt lớp biểu bì đúng cách sẽ giúp quá trình đắp gieo, sơn gieo dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch móng tay của mình bằng các bước sau. Bước 1. Rũa móng theo hình dáng mong muốn. Rũa móng trước khi đắp gieo và sơn gieo. Để có thể sơn gieo và sơn gieo tại nhà thành công, đồng thời có một vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần đến ánh sáng, hãy bắt đầu với việc làm sạch móng tay. Chúng ta cần bắt đầu với việc cắt, rũa và tạo hình cho móng. Chọn hình dạng bạn muốn trước khi cắt và rũ chúng. Kết thúc việc tạo hình bằng cách làm tròn bề mặt móng tay của bạn. Một số kiểu móng phổ biến như tròn, vuông, nhọn, hạnh nhân hay oval. Bạn nên cân nhắc và quyết định kiểu móng phù hợp trước khi sơn gieo. Vì sơn gel không giống như sơn móng tay acrylic nên không thể cố định nó trong hoặc sau khi sơn. Bước 2, loại bỏ lớp biểu bì ra bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Sau khi hình dạng cơ bản của móng đã được thiết lập, loại bỏ lớp biểu bì xung quanh gốc móng bằng thuốc tẩy. Dùng que đẩy phần da đã tẩy ra khỏi móng. Sử dụng một miếng bông gòn nhúng vào acetone để loại bỏ dầu hoặc mảnh vụn còn sót lại trên móng tay của bạn. Bước 3, sơn lớp nền lên móng. Sơn lớp móng trước khi sơn gel. Lớp sơn nền nên được phủ rất mỏng đối với sơn gel, mỏng hơn nhiều so với sơn thông thường. Sơn lớp nền cẩn thận để tránh bị dính vào tay. Bạn có thể sơn gel mà không cần đèn tại nhà, nhưng lớp sơn nền sẽ khô lâu gấp đôi so với sơn gel có đèn. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột, nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ, bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt, hơn nữa đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gel là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp móng ngắn, móng gãy, móng mỏng, móng yếu hoặc cần thiết kế mẫu móng ấn tượng. Dụng cụ đắp móng gel gồm có những gì? Dụng cụ đắp gel cũng không quá cầu kỳ, chi phí mua sắm khi học hay mua để làm không quá cao, tùy theo mức phí bạn muốn đầu tư nhiều hay ít. Không quá đắt nếu bạn muốn có một bộ dụng cụ đắp móng gel cơ bản đầy đủ. Khi muốn đắp gel bạn cần có những dụng cụ sau. Các loại gel đắp nền móng là gel dẻo pha sẵn trong hũ. Bạn chỉ cần đắp trực tiếp lên móng không cần pha chế gì nữa. Các màu đắp nền móng gồm có pink, hồng, clear trong suốt, white, trắng. Gel đắp trang trí thường có nhiều màu sắc hoặc gel kim tuyến để đắp ẩn hoặc đắp 3D. Đèn LED UV hơ gel dùng để hơ cứng gel sau khi đắp xong hoặc sơn gel. Đặc trưng của chất gel là không thể khô tự nhiên giống như đắp bột. Cọ đắp gel dùng để lấy gel và kéo gel trên móng. Kích thước cọ không quá to và có hai dạng là dạng đầu bản vuông hoặc đầu tròn. Sơn liên kết, sử dụng làm sơn base trước khi đắp để tăng độ bám dính, giữ độ bền cho móng tốt hơn. Cồn lau gel, dùng để lấy đi gel thừa sau khi đắp và làm sạch bề mặt móng, giúp móng bóng láng hơn. Kềm bấm móng, để bấm móng ngắn đi sau khi đắp. Các loại móng giả với nhiều form khác nhau, có móng đục và móng trong. Form đắp gel, miếng lụa đắp móng, dùng trong trường hợp dán lên móng cho móng yếu, móng đang bị gãy. Giấy lau gel, các dụng cụ tháo gel. Chai nước tháo gel, ủ gel, cây sủi móng, giấy bạc. Rũa móng, rũa form sau khi đắp móng. Buffer làm nhám bề mặt móng. Các phụ kiện trang trí, sticker, hoa khô, kim tuyến, đá. Quy trình đắp gel chuẩn cho thợ nail.
Sau khi chuẩn bị dụng cụ đắp móng gel, Wool Nail School sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình đắp gel chuẩn salon là như thế nào. Bạn cần làm tuần tự theo những bước sau. Nhặt sạch da và rũ móng theo hình dạng yêu cầu, nếu sử dụng móng thật, dán móng giả nếu cần. Ba, phơi nền móng và phủi bụi. Dùng sơn bông ép khử dầu trên móng. Dùng sơn liên kết sơn một lớp mỏng, làm bám gel, hơ máy và lau cồn. Sử dụng cọ đắp lấy một lớp gel mỏng khi lấy gel khéo léo nhẹ tay để trong gel không bị nổi bọt ở trong. Đặt gel từ phao móng cách phao một sợi tóc. Từ phao móng kéo qua hai bên móng sao, cho gel không bị tràn ra ngoài hai bên khóe móng. Cho tay vào máy hơ gel để làm khô. Đắp lớp 2 với lớp gel dày, đặt gel lên phao móng và nhấn cho tròn phao, kéo gel xuống đầu móng. Nghiêng đầu cọ để áp gel về hai bên phần khóe, và vừa xoay vừa kéo nhẹ gel ôm vào móng. Nếu tràn thì dùng nước lau gel lau cho sạch. Đặt ngón tay chúi xuống để gel chảy đều. Hơ khô móng trong 3 phút và lau cồn. Dùng rũa định hình form theo yêu cầu và nhớ rũa cả bề mặt móng cho đều mịn. Ba, phơ cho mịn móng một lần nữa, phủi bụi và lau cồn. Tiếp tục sơn base để sơn móng hoặc dán phụ kiện. Sơn top hoàn thiện móng. Muốn tiệm nail luôn đông khách bạn phải biết. Khi số lượng tiệm nail lớn nhỏ mở ra quá nhiều sẽ dẫn đến việc cạnh tranh, cũng như khách hàng sẽ có nhiều sự chọn lựa. Đôi khi bạn có thể thấy một tiệm nail nhỏ lại có lượng khách rất đông, dù xung quanh đó có nhiều tiệm lại vắng khách. Họ có tuyệt chiêu cả đấy. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển tiệm nail của mình, thì hãy đọc ngay bài viết này nhé. Wool Nail School đã nhận được vài bí quyết để tiệm nail luôn đông khách từ các chủ tiệm lâu năm. Tạo nét riêng cho tiệm nail của bạn. Những tiệm nail luôn đông khách là nơi đã ghi được ấn tượng với khách hàng, để họ quay trở lại và còn giới thiệu khách đến thêm. Nhiều chủ tiệm đã quên đi việc tạo sự riêng biệt cho mình để khách đến một lần phải nhớ. Họ thường không quá đầu tư vào bảng hiệu, trang trí hay dụng cụ trong tiệm mà chỉ dừng lại ở mức đủ có. Những bạn trẻ ngày nay, dân văn phòng, nhóm khách hàng lớn của các tiệm nail hiện nay lại thích làm móng tại những nơi thoáng mát, sạch sẽ, tiệm được bày trí theo phong cách riêng biệt, xinh xắn. Hãy tạo cho tiệm của bạn một phong cách riêng từ cách bày trí, bảng hiệu, name các một cách đồng bộ để khách hàng ghi nhớ lâu hơn. Chú ý vệ sinh tiệm luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Khách hàng sẽ chú ý đến điều này lắm đó. Dù cho tiệm đang đông khách như thế nào, bạn cần phải nhắc nhở nhân viên luôn giữ cho tiệm thoáng mát, sạch sẽ, các dụng cụ phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phải chú ý đến vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như kềm, rũa, khăn, chai sơn, đèn hơ, bồn ngâm. Nếu vào một nơi không được sạch sẽ, khách hàng sẽ cảm thấy e ngại về đảm bảo an toàn khi làm nail và nghi ngờ về chất lượng dịch vụ của bạn ngay. Dịch vụ chất lượng, tâm lý với khách hàng. Bí quyết để tiệm nail luôn đông khách cốt lõi nhất chính là dịch vụ chất lượng. Dù bạn có làm tiệm sang xịn như thế nào, giá hợp lý nhưng chất lượng không làm hài lòng khách hàng thì cũng không thể nào giữ chân họ được. Bạn phải đảm bảo cửa tiệm của mình mang lại cho khách hàng sự hài lòng, từ những cái nhỏ nhất như nhặt da, rũa móng, sơn trơn, tay nghề của người thợ phải được đào tạo nêu chuyên nghiệp và đồng đều, để khách hàng có quay trở lại vẫn ưng ý như lần trước. Sự hài lòng của khách hàng còn nằm ở chỗ tâm lý nữa. Nhân viên phải vui vẻ, nhiệt tình, khéo léo mang lại cho khách thời gian thoải mái khi ở tiệm. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với khách, dù trong lúc làm có thể xảy ra một chút sơ sót, khách hàng vẫn vui vẻ bỏ qua. Hãy đón nhận những ý kiến, phàn nàn của khách để cải thiện dịch vụ của bạn tốt hơn. Thường xuyên làm mới những dịch vụ ở tiệm. Khách hàng luôn yêu thích những gì mới lạ và những gì đang là xu hướng. Bạn phải nắm bắt được điều đó. Hãy theo dõi xu hướng nail trên thị trường và cập nhật ngay vào tiệm. Hoặc bạn hãy tìm tòi những cái mới, sáng tạo nhiều hơn để mang lại sự khác biệt. Điều này đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như nước sơn mới, charm mới, kiểu vẽ mới. Bạn hãy thử nghĩ xem khách hàng ghé đến sau vài lần và được nghe nay tiệm em có về cái này mới nè, chị có muốn thử không? Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy thú vị hơn và có gì đó đáng trông đợi mỗi lần ghé tiệm. Ngoài ra, bạn còn có thể kèm thêm những dịch vụ làm đẹp khách song song với dịch vụ nail như massage, gội đầu, uốn mi, nối mi. Sau 2-3 tuần sơn móng gel, chúng ta thường gặp trường hợp lớp móng mới mọc ra khiến mẫu móng không còn đẹp như ban đầu. Nếu bạn tháo lớp gel cũ và làm lại móng mới thì rất mất thời gian, tốn kém và lãng phí vì lớp gel cũ vẫn còn đẹp và chắc. Lúc này, gel làm đầy là phương pháp hoàn hảo nhất. Hướng dẫn đắp gel khi móng mới mọc. Móng mới mọc là mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Móng mới mọc là mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Quy trình đắp gel móng tương tự như quy trình đắp gel móng. Mài lớp gel cũ, sau đó dùng cọ phủi sạch bột và bụi trên móng. Cắt, rũa lại theo chiều dài mong muốn, chà nhám bề mặt sơn gel. Phủ bột mới lên móng mới mọc. Dùng máy may mài lại toàn bộ móng cho đều, mỏng, tự nhiên, không nổi cộm. Tiếp tục chà nhám để lớp sơn gel mới dễ bám hơn.
Cuối cùng, chọn màu gel và sơn lại móng tay của bạn. Tổng thời gian cho quá trình đắp gel khoảng 1 tiếng. Hướng dẫn làm sạch móng trước khi đắp gel, sơn gel tại nhà. Công đoạn pha chế đóng vai trò quan trọng trong quá trình đắp gel, sơn móng gel. Việc bạn có được mẫu móng ưng ý, đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị. Rũa móng đúng cách, vệ sinh và sử dụng dụng cụ cắt lớp biểu bì đúng cách sẽ giúp quá trình đắp gel, sơn gel dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch móng tay của mình bằng các bước sau. Bước 1. Rũa móng theo hình dáng mong muốn. Rũa móng trước khi đắp gel và sơn gel. Để có thể sơn gel và sơn gel tại nhà thành công, đồng thời có một vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần đến ánh sáng, hãy bắt đầu với việc làm sạch móng tay. Chúng ta cần bắt đầu với việc cắt, rũa và tạo hình cho móng. Chọn hình dạng bạn muốn trước khi cắt và rũa chúng. Kết thúc việc tạo hình bằng cách làm tròn bề mặt móng tay của bạn. Một số kiểu móng phổ biến như tròn, vuông, nhọn, hạnh nhân hay oval. Bạn nên cân nhắc và quyết định kiểu móng phù hợp trước khi sơn gel. Vì sơn gel không giống như sơn móng tay acrylic nên không thể cố định nó trong hoặc sau khi sơn. Bước 2. Loại bỏ lớp biểu bì da bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Sau khi hình dạng cơ bản của móng đã được thiết lập, loại bỏ lớp biểu bì xung quanh gốc móng bằng thuốc tẩy. Dùng que đẩy phần da đã tẩy ra khỏi móng. Sử dụng một miếng bông gòn nhúng vào acetone để loại bỏ dầu hoặc mảnh vụn còn sót lại trên móng tay của bạn. Bước 3. Sơn lớp nền lên móng. Sơn lớp móng trước khi sơn gel. Lớp sơn nền nên được phủ rất mỏng đối với sơn gel, mỏng hơn nhiều so với sơn thông thường. Sơn lớp nền cẩn thận để tránh bị dính vào tay. Bạn có thể sơn gel mà không cần đèn tại nhà, nhưng lớp sơn nền sẽ khô lâu gấp đôi so với sơn gel có đèn. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột. Nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa, đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gel là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp móng ngắn, móng gãy, móng mỏng, móng yếu hoặc cần thiết kế mẫu móng ấn tượng. Dụng cụ đắp móng gel gồm có những gì? Dụng cụ đắp gel cũng không quá cầu kỳ, chi phí mua sắm khi học hay mua để làm không quá cao, tùy theo mức phí bạn muốn đầu tư nhiều hay ít. Không quá đắt nếu bạn muốn có một bộ dụng cụ đắp móng gel cơ bản đầy đủ. Khi muốn đắp gel bạn cần có những dụng cụ sau. Các loại gel đắp nền móng là gel dẻo pha sẵn trong hũ, bạn chỉ cần đắp trực tiếp lên móng không cần pha chế gì nữa. Các màu đắp nền móng gồm có pink, hồng, clear trong suốt, white, trắng. Gel đắp trang trí thường có nhiều màu sắc hoặc gel kim tuyến để đắp ẩn hoặc đắp 3D. Đèn LED UV hơ gel dùng để hơ cứng gel sau khi đắp xong hoặc sơn gel. Đặc trưng của chất gel là không thể khô tự nhiên giống như đắp bột. Cọ đắp gel dùng để lấy gel và kéo gel trên móng. Kích thước cọ không quá to và có hai dạng là dạng đầu bản vuông hoặc đầu tròn. Sơn liên kết, sử dụng làm sơn base trước khi đắp để tăng độ bám dính, giữ độ bền cho móng tốt hơn. Cồn lau gel, dùng để lấy đi gel thừa sau khi đắp và làm sạch bề mặt móng, giúp móng bóng lắng hơn. Kềm bấm móng, để bấm móng ngắn đi sau khi đắp. Các loại móng giả với nhiều form khác nhau, có móng đục và móng trong. Form đắp gel, miếng lụa đắp móng, dùng trong trường hợp dán lên móng cho móng yếu, móng đang bị gãy. Giấy lau gel, các dụng cụ tháo gel, chai nước tháo gel, ủ gel, cây sủi móng, giấy bạc. Rũa móng, rũa form sau khi đắp móng. Buffer làm nhám bề mặt móng. Các phụ kiện trang trí, sticker, hoa khô, kim tuyến, đá. Quy trình đắp gel chuẩn cho thợ nail. Sau khi chuẩn bị dụng cụ đắp móng gel, Gua Nail School sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình đắp gel chuẩn salon là như thế nào. Bạn cần làm tuần tự theo những bước sau. Nhặt sạch da và rũa móng theo hình dạng yêu cầu. Nếu sử dụng móng thật, dán móng giả nếu cần. Buffer nền móng và phủi bụi.
Dùng sơn bông ép khử dầu trên móng. Dùng sơn liên kết sơn một lớp mỏng, làm bám gel, hơ máy và lau cồn. Sử dụng cọ đắp lấy một lớp gel mỏng khi lấy gel khéo léo nhẹ tay để trong gel không bị nổi bọt ở trong. Đặt gel từ phao móng cách phao một sợi tóc. Từ phao móng kéo qua hai bên móng sao, cho gel không bị tràn ra ngoài hai bên khóe móng. Cho tay vào máy hơ gel để làm khô. Đắp lớp 2 với lớp gel dày, đặt gel lên phao móng và nhấn cho tròn phao, kéo gel xuống đầu móng. Nghiêng đầu cọ để áp gel về hai bên phần khóe, và vừa xoay vừa kéo nhẹ gel ôm vào móng. Nếu tràn thì dùng nước lau gel lau cho sạch. Đặt ngón tay chúi xuống để gel chảy đều. Hơ khô móng trong 3 phút và lau cồn. Dùng rũa định hình form theo yêu cầu và nhớ rũa cả bề mặt móng cho đều mịn. Buffer cho mịn móng một lần nữa, phủi bụi và lau cồn. Tiếp tục sơn base để sơn móng hoặc dán phụ kiện. Sơn top hoàn thiện móng. Muốn tiệm nail luôn đông khách bạn phải biết. Khi số lượng tiệm nail lớn nhỏ mở ra quá nhiều sẽ dẫn đến việc cạnh tranh, cũng như khách hàng sẽ có nhiều sự chọn lựa. Đôi khi bạn có thể thấy một tiệm nail nhỏ lại có lượng khách rất đông, dù xung quanh đó có nhiều tiệm lại vắng khách. Họ có tuyệt chiêu cả đấy. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển tiệm nail của mình, thì hãy đọc ngay bài viết này nhé. World Nail School đã nhận được vài bí quyết để tiệm nail luôn đông khách từ các chủ tiệm lâu năm. Tạo nét riêng cho tiệm nail của bạn. Những tiệm nail luôn đông khách là nơi đã ghi được ấn tượng với khách hàng, để họ quay trở lại và còn giới thiệu khách đến thêm. Nhiều chủ tiệm đã quên đi việc tạo sự riêng biệt cho mình để khách đến một lần phải nhớ. Họ thường không quá đầu tư vào bảng hiệu, trang trí hay dụng cụ trong tiệm mà chỉ dừng lại ở mức đủ có. Những bạn trẻ ngày nay, dân văn phòng, nhóm khách hàng lớn của các tiệm nail hiện nay lại thích làm móng tại những nơi thoáng mát, sạch sẽ, tiệm được bày trí theo phong cách riêng biệt, xinh xắn. Hãy tạo cho tiệm của bạn một phong cách riêng từ cách bày trí, bảng hiệu, nêm các một cách đồng bộ để khách hàng ghi nhớ lâu hơn. Chú ý vệ sinh tiệm luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Khách hàng sẽ chú ý đến điều này lắm đó. Dù cho tiệm đang đông khách như thế nào, bạn cần phải nhắc nhở nhân viên luôn giữ cho tiệm thoáng mát, sạch sẽ, các dụng cụ phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phải chú ý đến vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như kềm, rũa, khăn, chai sơn, đèn hơ, bồn ngâm. Nếu vào một nơi không được sạch sẽ, khách hàng sẽ cảm thấy e ngại về đảm bảo an toàn khi làm nail và nghi ngờ về chất lượng dịch vụ của bạn ngay. Dịch vụ chất lượng, tâm lý với khách hàng. Bí quyết để tiệm nail luôn đông khách cốt lõi nhất chính là dịch vụ chất lượng. Dù bạn có làm tiệm sang xịn như thế nào, giá hợp lý nhưng chất lượng không làm hài lòng khách hàng thì cũng không thể nào giữ chân họ được. Bạn phải đảm bảo cửa tiệm của mình mang lại cho khách hàng sự hài lòng, từ những cái nhỏ nhất như nhặt da, rũa móng, sơn trơn. Tay nghề của người thợ phải được đào tạo nêu chuyên nghiệp và đồng đều, để khách hàng có quay trở lại vẫn ưng ý như lần trước. Sự hài lòng của khách hàng còn nằm ở chỗ tâm lý nữa. Nhân viên phải vui vẻ, nhiệt tình, khéo léo mang lại cho khách thời gian thoải mái khi ở tiệm. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với khách, dù trong lúc làm có thể xảy ra một chút sơ sót, khách hàng vẫn vui vẻ bỏ qua. Hãy đón nhận những ý kiến, phàn nàn của khách để cải thiện dịch vụ của bạn tốt hơn. Thường xuyên làm mới những dịch vụ ở tiệm. Khách hàng luôn yêu thích những gì mới lạ và những gì đang là xu hướng. Bạn phải nắm bắt được điều đó. Hãy theo dõi xu hướng nail trên thị trường và cập nhật ngay vào tiệm. Hoặc bạn hãy tìm tòi những cái mới, sáng tạo nhiều hơn để mang lại sự khác biệt. Điều này đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như nước sơn mới, cham mới, kiểu vẽ mới. Bạn hãy thử nghĩ xem khách hàng ghé đến sau vài lần và được nghe này tiệm em có về cái này mới nè, chị có muốn thử không? Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy thú vị hơn và có gì đó đáng trông đợi mỗi lần ghé tiệm. Ngoài ra, bạn còn có thể kèm thêm những dịch vụ làm đẹp khách song song với dịch vụ nail như massage, gội đầu, uốn mi, nối mi. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để World Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột. Nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn,
hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gel là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp móng ngắn, móng gãy, móng mỏng, móng yếu hoặc cần thiết kế mẫu móng ấn tượng. Dụng cụ đắp móng gel gồm có những gì? Dụng cụ đắp gel cũng không quá cầu kỳ, chi phí mua sắm khi học hay mua để làm không quá cao, tùy theo mức phí bạn muốn đầu tư nhiều hay ít. Không quá đắt nếu bạn muốn có một bộ dụng cụ đắp móng gel cơ bản đầy đủ. Khi muốn đắp gel bạn cần có những dụng cụ sau. Các loại gel đắp nền móng là gel dẻo pha sẵn trong hũ, bạn chỉ cần đắp trực tiếp lên móng không cần pha chế gì nữa. Các màu đắp nền móng gồm có pink, hồng, clear trong suốt, white, trắng. Gel đắp trang trí thường có nhiều màu sắc hoặc gel kim tuyến để đắp ẩn hoặc đắp 3D. Đèn LED UV hơ gel dùng để hơ cứng gel sau khi đắp xong hoặc sơn gel. Đặc trưng của chất gel là không thể khô tự nhiên giống như đắp bột. Cọ đắp gel dùng để lấy gel và kéo gel trên móng. Kích thước cọ không quá to và có hai dạng là dạng đầu bản vuông hoặc đầu tròn. Sơn liên kết sử dụng làm sơn base trước khi đắp để tăng độ bám dính, giữ độ bền cho móng tốt hơn. Cồn lau gel dùng để lấy đi gel thừa sau khi đắp và làm sạch bề mặt móng, giúp móng bóng láng hơn. Kềm bấm móng để bấm móng ngắn đi sau khi đắp. Các loại móng giả với nhiều form khác nhau, có móng đục và móng trong. Form đắp gel, miếng lụa đắp móng dùng trong trường hợp dán lên móng cho móng yếu, móng đang bị gãy. Giấy lau gel, các dụng cụ tháo gel, chai nước tháo gel, ủ gel, cây sủi móng, giấy bạc. Rũa móng, rũa form sau khi đắp móng. Buffer làm nhám bề mặt móng. Các phụ kiện trang trí, sticker, hoa khô, kim tuyến, đá. Quy trình đắp gel chuẩn cho thợ nail. Sau khi chuẩn bị dụng cụ đắp móng gel, World Nail School sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình đắp gel chuẩn salon là như thế nào. Bạn cần làm tuần tự theo những bước sau. Nhặt sạch da và rũ móng theo hình dạng yêu cầu. Nếu sử dụng móng thật, dán móng giả nếu cần. Buffer nền móng và phủi bụi. Dùng sơn bông ép khử dầu trên móng. Dùng sơn liên kết sơn một lớp mỏng, làm bám gel, hơ máy và lau cồn. Sử dụng cọ đắp lấy một lớp gel mỏng khi lấy gel khéo léo nhẹ tay để trong gel không bị nổi bọt ở trong. Đặt gel từ phao móng cách phao một sợi tóc. Từ phao móng kéo qua hai bên móng sao, cho gel không bị tràn ra ngoài hai bên khóe móng. Cho tay vào máy hơ gel để làm khô. Đắp lớp 2 với lớp gel dày, đặt gel lên phao móng và nhấn cho tròn phao, kéo gel xuống đầu móng. Nghiêng đầu cọ để áp gel về hai bên phần khóe, và vừa xoay vừa kéo nhẹ gel ôm vào móng. Nếu tràn thì dùng nước lau gel lau cho sạch. Đặt ngón tay chúi xuống để gel chảy đều. Hơ khô móng trong 3 phút và lau cồn. Dùng rũa định hình form theo yêu cầu và nhớ rũa cả bề mặt móng cho đều mịn. Buffer cho mịn móng một lần nữa, phủi bụi và lau cồn. Tiếp tục sơn base để sơn móng hoặc dán phụ kiện. Sơn tóc hoàn thiện móng. Muốn tiệm nail luôn đông khách bạn phải biết. Khi số lượng tiệm nail lớn nhỏ mở ra quá nhiều sẽ dẫn đến việc cạnh tranh, cũng như khách hàng sẽ có nhiều sự chọn lựa. Đôi khi bạn có thể thấy một tiệm nail nhỏ lại có lượng khách rất đông, dù xung quanh đó có nhiều tiệm lại vắng khách. Họ có tuyệt chiêu cả đấy. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển tiệm nail của mình, thì hãy đọc ngay bài viết này nhé. World Nail School đã nhận được vài bí quyết để tiệm nail luôn đông khách từ các chủ tiệm lâu năm. Tạo nét riêng cho tiệm nail của bạn. Những tiệm nail luôn đông khách là nơi đã ghi được ấn tượng với khách hàng, để họ quay trở lại và còn giới thiệu khách đến thêm. Nhiều chủ tiệm đã quên đi việc tạo sự riêng biệt cho mình để khách đến một lần phải nhớ. Họ thường không quá đầu tư vào bảng hiệu, trang trí hay dụng cụ trong tiệm mà chỉ dừng lại ở mức đủ có. Những bạn trẻ ngày nay, dân văn phòng, nhóm khách hàng lớn của các tiệm nail hiện nay lại thích làm móng tại những nơi thoáng mát, sạch sẽ, tiệm được bày trí theo phong cách riêng biệt, xinh xắn. Hãy tạo cho tiệm của bạn một phong cách riêng từ cách bày trí, bảng hiệu, nêm các một cách đồng bộ để khách hàng ghi nhớ lâu hơn. Chú ý vệ sinh tiệm luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Khách hàng sẽ chú ý đến điều này lắm đó. Dù cho tiệm đang đông khách như thế nào, bạn cần phải nhắc nhở nhân viên luôn giữ cho tiệm thoáng mát, sạch sẽ, các dụng cụ phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phải chú ý đến vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như kềm, rũa, khăn, chai sơn, đèn hơ, bồn ngâm. Nếu vào một nơi không được sạch sẽ, khách hàng sẽ cảm thấy e ngại về đảm bảo an toàn khi làm nail và nghi ngờ về chất lượng dịch vụ của bạn ngay. Dịch vụ chất lượng, tâm lý với khách hàng. Bí quyết để tiệm nail luôn đông khách cốt lõi nhất chính là dịch vụ chất lượng. Dù bạn có làm tiệm sang xịn như thế nào, giá hợp lý nhưng chất lượng không làm hài lòng khách hàng thì cũng không thể nào giữ chân họ được. Bạn phải đảm bảo cửa tiệm của mình mang lại cho khách hàng sự hài lòng, từ những cái nhỏ nhất như nhặt da, rũa móng, sơn trơn, tay nghề của người thợ phải được đào tạo nêu chuyên nghiệp và đồng đều, để khách hàng có quay trở lại vẫn ưng ý như lần trước. Sự hài lòng của khách hàng còn nằm ở chỗ tâm lý nữa.
nhân viên phải vui vẻ, nhiệt tình, khéo léo mang lại cho khách thời gian thoải mái khi ở tiệm. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với khách, dù trong lúc làm có thể xảy ra một chút sơ sót, khách hàng vẫn vui vẻ bỏ qua. Hãy đón nhận những ý kiến, phàn nàn của khách để cải thiện dịch vụ của bạn tốt hơn. Thường xuyên làm mới những dịch vụ ở tiệm. Khách hàng luôn yêu thích những gì mới lạ và những gì đang là xu hướng. Bạn phải nắm bắt được điều đó. Hãy theo dõi xu hướng nêu trên thị trường và cập nhật ngay vào tiệm. Hoặc bạn hãy tìm tòi những cái mới, sáng tạo nhiều hơn để mang lại sự khác biệt. Điều này đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như nước sơn mới, trang mới, kiểu vẽ mới. Bạn hãy thử nghĩ xem khách hàng ghé đến sau vài lần và được nghe nay tiệm em có về cái này mới nè, chị có muốn thử không? Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy thú vị hơn và có gì đó đáng trông đợi mỗi lần ghé tiệm. Ngoài ra, bạn còn có thể kèm thêm những dịch vụ làm đẹp khách song song với dịch vụ nail như massage, gội đầu, uốn mi, nối mi. Sau 2 đến 3 tuần sơn móng gel, chúng ta thường gặp trường hợp lớp móng mới mọc ra khiến mẫu móng không còn đẹp như ban đầu. Nếu bạn tháo lớp gel cũ và làm lại móng mới thì rất mất thời gian, tốn kém và lãng phí vì lớp gel cũ vẫn còn đẹp và chắc. Lúc này, gel làm đầy là phương pháp hoàn hảo nhất. Hướng dẫn đắp gel khi móng mới mọc. Móng mới mọc là mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Móng mới mọc là mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Quy trình đắp gel móng tương tự như quy trình đắp gel móng. Mài lớp gel cũ, sau đó dùng cọ phủi sạch bột và bụi trên móng. Cắt, duỗi lại theo chiều dài mong muốn, chà nhám bề mặt sơn gel. Phủ bột mới lên móng mới mọc. Dùng máy may mài lại toàn bộ móng cho đều, mỏng, tự nhiên, không nổi cộm. Tiếp tục chà nhám để lớp sơn gel mới dễ bám hơn. Cuối cùng, chọn màu gel và sơn lại móng tay của bạn. Tổng thời gian cho quá trình đắp gel khoảng 1 tiếng. Hướng dẫn làm sạch móng trước khi đắp gel, sơn gel tại nhà. Công đoạn pha chế đóng vai trò quan trọng trong quá trình đắp gel, sơn móng gel. Việc bạn có được mẫu móng ưng ý, đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị. Rũa móng đúng cách, vệ sinh và sử dụng dụng cụ cắt lớp biểu bì đúng cách sẽ giúp quá trình đắp gel, sơn gel dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch móng tay của mình bằng các bước sau. Bước 1. Rũa móng theo hình dáng mong muốn. Rũa móng trước khi đắp gel và sơn gel. Để có thể sơn gel và sơn gel tại nhà thành công, đồng thời có một vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần đến ánh sáng, hãy bắt đầu với việc làm sạch móng tay. Chúng ta cần bắt đầu với việc cắt, rũa và tạo hình cho móng. Chọn hình dạng bạn muốn trước khi cắt và rũ chúng. Kết thúc việc tạo hình bằng cách làm tròn bề mặt móng tay của bạn. Một số kiểu móng phổ biến như tròn, vuông, nhọn, hạnh nhân hay oval. Bạn nên cân nhắc và quyết định kiểu móng phù hợp trước khi sơn gel. Vì sơn gel không giống như sơn móng tay acrylic nên không thể cố định nó trong hoặc sau khi sơn. Bước 2. Loại bỏ lớp biểu bì ra bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Sau khi hình dạng cơ bản của móng đã được thiết lập, loại bỏ lớp biểu bì xung quanh gốc móng bằng thuốc tẩy. Dùng que đẩy phần da đã tẩy ra khỏi móng. Sử dụng một miếng bông gòn nhúng vào acetone để loại bỏ dầu hoặc mảnh vụn còn sót lại trên móng tay của bạn. Bước 3. Sơn lớp nền lên móng. Sơn lớp móng trước khi sơn gel. Lớp sơn nền nên được phủ rất mỏng đối với sơn gel, mỏng hơn nhiều so với sơn thông thường. Sơn lớp nền cẩn thận để tránh bị dính vào tay. Bạn có thể sơn gel mà không cần đèn tại nhà, nhưng lớp sơn nền sẽ khô lâu gấp đôi so với sơn gel có đèn. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột. Nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa, đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gel là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp móng ngắn, móng gãy, móng mỏng, móng yếu hoặc cần thiết kế mẫu móng ấn tượng. Dụng cụ đắp móng gel gồm có những gì? Dụng cụ đắp gel cũng không quá cầu kỳ, chi phí mua sắm khi học hay mua để làm không quá cao, tùy theo mức phí bạn muốn đầu tư nhiều hay ít. Không quá đắt nếu bạn muốn có một bộ dụng cụ đắp móng gel cơ bản đầy đủ.
Khi muốn đắp gieo bạn cần có những dụng cụ sau. Các loại gieo đắp nền móng là gieo dẻo pha sẵn trong hũ. Bạn chỉ cần đắp trực tiếp lên móng, không cần pha chế gì nữa. Các màu đắp nền móng gồm có pink, hồng, clear trong suốt, white, trắng. Gieo đắp trang trí thường có nhiều màu sắc, hoặc gieo kim tuyến để đắp ẩn hoặc đắp 3D. Đèn LED UV hơ gel dùng để hơ cứng gel sau khi đắp xong hoặc sơn gel. Đặc trưng của chất gel là không thể khô tự nhiên giống như đắp bột. Cọ đắp gel dùng để lấy gel và kéo gel trên móng. Kích thước cọ không quá to và có hai dạng là dạng đầu bản vuông hoặc đầu tròn. Sơn liên kết sử dụng làm sơn base trước khi đắp để tăng độ bám dính, giữ độ bền cho móng tốt hơn. Cồn lau gel dùng để lấy đi gel thừa sau khi đắp và làm sạch bề mặt móng, giúp móng bóng láng hơn. Kềm bấm móng để bấm móng ngắn đi sau khi đắp. Các loại móng giả với nhiều form khác nhau, có móng đục và móng trong. Form đắp gel: miếng lụa đắp móng dùng trong trường hợp dán lên móng cho móng yếu, móng đang bị gãy. Giấy lau gel, các dụng cụ tháo gel, chai nước tháo gel, ủ gel, cây sủi móng, giấy bạc. Rũa móng, rũa form sau khi đắp móng. Buffer làm nhám bề mặt móng. Các phụ kiện trang trí: sticker, hoa khô, kim tuyến, đá. Quy trình đắp gel chuẩn cho thợ nail. Sau khi chuẩn bị dụng cụ đắp móng gel, World Nail School sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình đắp gel chuẩn salon là như thế nào. Bạn cần làm tuần tự theo những bước sau: nhặt sạch da và rũ móng theo hình dạng yêu cầu. Nếu sử dụng móng thật, dán móng giả nếu cần. Buffer nền móng và phủi bụi. Dùng sơn bông ép khử dầu trên móng. Dùng sơn liên kết sơn một lớp mỏng, làm bám gel, hơ máy và lau cồn. Sử dụng cọ đắp lấy một lớp gel mỏng, khi lấy gel khéo léo nhẹ tay để trong gel không bị nổi bọt ở trong. Đặt gel từ phao móng cách phao một sợi tóc. Từ phao móng kéo qua hai bên móng sao, cho gel không bị tràn ra ngoài hai bên khóe móng. Cho tay vào máy hơ gel để làm khô. Đắp lớp 2 với lớp gel dày, đặt gel lên phao móng và nhấn cho tròn phao, kéo gel xuống đầu móng. Nghiêng đầu cọ để áp gel về hai bên phần khóe, và vừa xoay vừa kéo nhẹ gel ôm vào móng. Nếu tràn thì dùng nước lau gel lau cho sạch. Đặt ngón tay chúi xuống để gel chảy đều. Hơ khô móng trong 3 phút và lau cồn. Dùng rũa định hình form theo yêu cầu và nhớ rũa cả bề mặt móng cho đều mịn. Buffer cho mịn móng một lần nữa, phủi bụi và lau cồn. Tiếp tục sơn base để sơn móng hoặc dán phụ kiện. Sơn tóc hoàn thiện móng. Muốn tiệm nail luôn đông khách bạn phải biết. Khi số lượng tiệm nail lớn nhỏ mở ra quá nhiều sẽ dẫn đến việc cạnh tranh, cũng như khách hàng sẽ có nhiều sự chọn lựa. Đôi khi bạn có thể thấy một tiệm nail nhỏ lại có lượng khách rất đông, dù xung quanh đó có nhiều tiệm lại vắng khách. Họ có tuyệt chiêu cả đấy. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển tiệm nail của mình, thì hãy đọc ngay bài viết này nhé. World Nail School đã nhận được vài bí quyết để tiệm nail luôn đông khách từ các chủ tiệm lâu năm. Tạo nét riêng cho tiệm nail của bạn. Những tiệm nail luôn đông khách là nơi đã ghi được ấn tượng với khách hàng, để họ quay trở lại và còn giới thiệu khách đến thêm. Nhiều chủ tiệm đã quên đi việc tạo sự riêng biệt cho mình để khách đến một lần phải nhớ. Họ thường không quá đầu tư vào bảng hiệu, trang trí hay dụng cụ trong tiệm, mà chỉ dừng lại ở mức đủ có. Những bạn trẻ ngày nay, dân văn phòng, nhóm khách hàng lớn của các tiệm nail hiện nay lại thích làm móng tại những nơi thoáng mát, sạch sẽ, tiệm được bày trí theo phong cách riêng biệt, xinh xắn. Hãy tạo cho tiệm của bạn một phong cách riêng từ cách bày trí, bảng hiệu, name các một cách đồng bộ để khách hàng ghi nhớ lâu hơn. Chú ý vệ sinh tiệm luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Khách hàng sẽ chú ý đến điều này lắm đó. Dù cho tiệm đang đông khách như thế nào, bạn cần phải nhắc nhở nhân viên luôn giữ cho tiệm thoáng mát, sạch sẽ, các dụng cụ phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phải chú ý đến vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như kềm, rũa, khăn, chai sơn, đèn hơ, bồn ngâm. Nếu vào một nơi không được sạch sẽ, khách hàng sẽ cảm thấy e ngại về đảm bảo an toàn khi làm nail và nghi ngờ về chất lượng dịch vụ của bạn ngay. Dịch vụ chất lượng, tâm lý với khách hàng. Bí quyết để tiệm nail luôn đông khách cốt lõi nhất chính là dịch vụ chất lượng. Dù bạn có làm tiệm sang xịn như thế nào, giá hợp lý nhưng chất lượng không làm hài lòng khách hàng thì cũng không thể nào giữ chân họ được. Bạn phải đảm bảo cửa tiệm của mình mang lại cho khách hàng sự hài lòng, từ những cái nhỏ nhất như nhặt da, rũa móng, sơn trơn. Tay nghề của người thợ phải được đào tạo nêu chuyên nghiệp và đồng đều, để khách hàng có quay trở lại vẫn ưng ý như lần trước. Sự hài lòng của khách hàng còn nằm ở chỗ tâm lý nữa. Nhân viên phải vui vẻ, nhiệt tình, khéo léo mang lại cho khách thời gian thoải mái khi ở tiệm. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với khách, dù trong lúc làm có thể xảy ra một chút sơ sót, khách hàng vẫn vui vẻ bỏ qua. Hãy đón nhận những ý kiến, phàn nàn của khách để cải thiện dịch vụ của bạn tốt hơn. Thường xuyên làm mới những dịch vụ ở tiệm. Khách hàng luôn yêu thích những gì mới lạ và những gì đang là xu hướng. Bạn phải nắm bắt được điều đó.
hãy theo dõi xu hướng nail trên thị trường và cập nhật ngay vào tiệm. Hoặc bạn hãy tìm tòi những cái mới, sáng tạo nhiều hơn để mang lại sự khác biệt. Điều này đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như nước sơn mới, charm mới, kiểu vẽ mới. Bạn hãy thử nghĩ xem khách hàng ghé đến sau vài lần và được nghe này tiệm em có về cái này mới nè, chị có muốn thử không? Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy thú vị hơn và có gì đó đáng trông đợi mỗi lần ghé tiệm. Ngoài ra, bạn còn có thể kèm thêm những dịch vụ làm đẹp khách song song với dịch vụ nail như massage, gội đầu, uốn mi, nối mi. Sau 2 đến 3 tuần sơn móng gel, chúng ta thường gặp trường hợp lớp móng mới mọc ra khiến mẫu móng không còn đẹp như ban đầu. Nếu bạn tháo lớp gel cũ và làm lại móng mới thì rất mất thời gian, tốn kém và lãng phí vì lớp gel cũ vẫn còn đẹp và chắc. Lúc này, gel làm đầy là phương pháp hoàn hảo nhất. Hướng dẫn đắp gel khi móng mới mọc. Móng mới mọc làm mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Móng mới mọc làm mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Quy trình đắp gel móng tương tự như quy trình đắp gel móng. Mài lớp gel cũ, sau đó dùng cọ phủ sạch bột và bụi trên móng. Cắt, rũa lại theo chiều dài mong muốn, chà nhám bề mặt sơn gel. Phủ bột mới lên móng mới mọc. Dùng máy may mài lại toàn bộ móng cho đều, mỏng, tự nhiên, không nổi cộm. Tiếp tục chà nhám để lớp sơn gel mới dễ bám hơn. Cuối cùng, chọn màu gel và sơn lại móng tay của bạn. Tổng thời gian cho quá trình đắp gel khoảng 1 tiếng. Hướng dẫn làm sạch móng trước khi đắp gel, sơn gel tại nhà. Công đoạn pha chế đóng vai trò quan trọng trong quá trình đắp gel, sơn móng gel. Việc bạn có được mẫu móng ưng ý, đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị. Rũa móng đúng cách, vệ sinh và sử dụng dụng cụ cắt lớp biểu bì đúng cách sẽ giúp quá trình đắp gel, sơn gel dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch móng tay của mình bằng các bước sau. Bước 1. Rũa móng theo hình dáng mong muốn. Rũa móng trước khi đắp gel và sơn gel. Để có thể sơn gel và sơn gel tại nhà thành công, đồng thời có một vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần đến ánh sáng, hãy bắt đầu với việc làm sạch móng tay. Chúng ta cần bắt đầu với việc cắt, rũa và tạo hình cho móng. Chọn hình dạng bạn muốn trước khi cắt và rũ chúng. Kết thúc việc tạo hình bằng cách làm tròn bề mặt móng tay của bạn. Một số kiểu móng phổ biến như tròn, vuông, nhọn, hạnh nhân hay oval, bạn nên cân nhắc và quyết định kiểu móng phù hợp trước khi sơn gel. Vì sơn gel không giống như sơn móng tay acrylic nên không thể cố định nó trong hoặc sau khi sơn. Bước 2. Loại bỏ lớp biểu bì ra bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Sau khi hình dạng cơ bản của móng đã được thiết lập, loại bỏ lớp biểu bì xung quanh gốc móng bằng thuốc tẩy. Dùng que đẩy phần da đã tẩy ra khỏi móng. Sử dụng một miếng bông gòn nhúng vào acetone để loại bỏ dầu hoặc mảnh vụn còn sót lại trên móng tay của bạn. Bước 3. Sơn lớp nền lên móng. Sơn lớp móng trước khi sơn gel. Lớp sơn nền nên được phủ rất mỏng đối với sơn gel, mỏng hơn nhiều so với sơn thông thường. Sơn lớp nền cẩn thận để tránh bị dính vào tay. Bạn có thể sơn gel mà không cần đèn tại nhà, nhưng lớp sơn nền sẽ khô lâu gấp đôi so với sơn gel có đèn. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột, nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa, đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gel là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp móng ngắn, móng gãy, móng mỏng, móng yếu hoặc cần thiết kế mẫu móng ấn tượng. Dụng cụ đắp móng gel gồm có những gì? Dụng cụ đắp gel cũng không quá cầu kỳ, chi phí mua sắm khi học hay mua để làm không quá cao, tùy theo mức phí bạn muốn đầu tư nhiều hay ít. Không quá đắt nếu bạn muốn có một bộ dụng cụ đắp móng gel cơ bản đầy đủ. Khi muốn đắp gel bạn cần có những dụng cụ sau. Các loại gel đắp nền móng là gel dẻo pha sẵn trong hũ, bạn chỉ cần đắp trực tiếp lên móng không cần pha chế gì nữa. Các màu đắp nền móng gồm có pink, hồng, clear trong suốt, white, trắng. Gel đắp trang trí, thứ
thường có nhiều màu sắc hoặc gel kim tuyến để đắp ẩn hoặc đắp 3D. Đèn LED UV hơ gel, dùng để hơ cứng gel sau khi đắp xong hoặc sơn gel. Đặc trưng của chất gel là không thể khô tự nhiên giống như đắp bột. Cọ đắp gel, dùng để lấy gel và kéo gel trên móng. Kích thước cọ không quá to và có hai dạng là dạng đầu bản vuông hoặc đầu tròn. Sơn liên kết, sử dụng làm sơn base trước khi đắp để tăng độ bám dính, giữ độ bền cho móng tốt hơn. Cồn lau gel, dùng để lấy đi gel thừa sau khi đắp và làm sạch bề mặt móng, giúp móng bóng láng hơn. Kềm bấm móng, để bấm móng ngắn đi sau khi đắp. Các loại móng giả với nhiều form khác nhau, có móng đục và móng trong. Form đắp gel, miếng lụa đắp móng, dùng trong trường hợp dán lên móng cho móng yếu, móng đang bị gãy. Giấy lau gel, các dụng cụ tháo gel, chai nước tháo gel, ủ gel, cây sủi móng, giấy bạc. Rũa móng, rũa form sau khi đắp móng. Buffer làm nhám bề mặt móng. Các phụ kiện trang trí, sticker, hoa khô, kim tuyến, đá. Quy trình đắp gel chuẩn cho thợ nail. Sau khi chuẩn bị dụng cụ đắp móng gel, World Nail School sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình đắp gel chuẩn salon là như thế nào. Bạn cần làm tuần tự theo những bước sau. Nhặt sạch da và rũ móng theo hình dạng yêu cầu. Nếu sử dụng móng thật, dán móng giả nếu cần. Buffer nền móng và phủi bụi. Dùng sơn bông ép khử dầu trên móng. Dùng sơn liên kết sơn một lớp mỏng, làm bám gel, hơ máy và lau cồn. Sử dụng cọ đắp lấy một lớp gel mỏng khi lấy gel khéo léo nhẹ tay để trong gel không bị nổi bọt ở trong. Đặt gel từ phao móng cách phao một sợi tóc. Từ phao móng kéo qua hai bên móng sao, cho gel không bị tràn ra ngoài hai bên khóe móng. Cho tay vào máy hơ gel để làm khô. Đắp lớp 2 với lớp gel dày, đặt gel lên phao móng và nhấn cho tròn phao, kéo gel xuống đầu móng. Nghiêng đầu cọ để áp gel về hai bên phần khóe, và vừa xoay vừa kéo nhẹ gel ôm vào móng. Nếu tràn thì dùng nước lau gel lau cho sạch. Đặt ngón tay chúi xuống để gel chảy đều. Hơ khô móng trong 3 phút và lau cồn. Dùng rũa định hình form theo yêu cầu và nhớ rũa cả bề mặt móng cho đều mịn. Buffer cho mịn móng một lần nữa, phủi bụi và lau cồn. Tiếp tục sơn base để sơn móng hoặc dán phụ kiện. Sơn tóc hoàn thiện móng. Muốn tiệm nail luôn đông khách bạn phải biết. Khi số lượng tiệm nail lớn nhỏ mở ra quá nhiều sẽ dẫn đến việc cạnh tranh, cũng như khách hàng sẽ có nhiều sự chọn lựa. Đôi khi bạn có thể thấy một tiệm nail nhỏ lại có lượng khách rất đông, dù xung quanh đó có nhiều tiệm lại vắng khách. Họ có tuyệt chiêu cả đấy. Nếu bạn muốn cải thiện và phát triển tiệm nail của mình, thì hãy đọc ngay bài viết này nhé. World Nail School đã nhận được vài bí quyết để tiệm nail luôn đông khách từ các chủ tiệm lâu năm. Tạo nét riêng cho tiệm nail của bạn. Những tiệm nail luôn đông khách là nơi đã ghi được ấn tượng với khách hàng để họ quay trở lại và còn giới thiệu khách đến thêm. Nhiều chủ tiệm đã quên đi việc tạo sự riêng biệt cho mình để khách đến một lần phải nhớ. Họ thường không quá đầu tư vào bảng hiệu, trang trí hay dụng cụ trong tiệm mà chỉ dừng lại ở mức đủ có. Những bạn trẻ ngày nay, dân văn phòng, nhóm khách hàng lớn của các tiệm nail hiện nay lại thích làm móng tại những nơi thoáng mát, sạch sẽ, tiệm được bày trí theo phong cách riêng biệt, xinh xắn. Hãy tạo cho tiệm của bạn một phong cách riêng từ cách bày trí, bảng hiệu, nêm các một cách đồng bộ để khách hàng ghi nhớ lâu hơn. Chú ý vệ sinh tiệm luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Khách hàng sẽ chú ý đến điều này lắm đó. Dù cho tiệm đang đông khách như thế nào, bạn cần phải nhắc nhở nhân viên luôn giữ cho tiệm thoáng mát, sạch sẽ, các dụng cụ phải xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phải chú ý đến vệ sinh các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như kềm, rũa, khăn, chai sơn, đèn hơ, bồn ngâm. Nếu vào một nơi không được sạch sẽ, khách hàng sẽ cảm thấy e ngại về đảm bảo an toàn khi làm nail và nghi ngờ về chất lượng dịch vụ của bạn ngay. Dịch vụ chất lượng, tâm lý với khách hàng. Bí quyết để tiệm nail luôn đông khách cốt lõi nhất chính là dịch vụ chất lượng. Dù bạn có làm tiệm sang xịn như thế nào, giá hợp lý nhưng chất lượng không làm hài lòng khách hàng thì cũng không thể nào giữ chân họ được. Bạn phải đảm bảo cửa tiệm của mình mang lại cho khách hàng sự hài lòng từ những cái nhỏ nhất như nhặt da, rũa móng, sơn trơn. Tay nghề của người thợ phải được đào tạo nêu chuyên nghiệp và đồng đều để khách hàng có quay trở lại vẫn ưng ý như lần trước. Sự hài lòng của khách hàng còn nằm ở chỗ tâm lý nữa. Nhân viên phải vui vẻ, nhiệt tình, khéo léo mang lại cho khách thời gian thoải mái khi ở tiệm. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với khách, dù trong lúc làm có thể xảy ra một chút sơ sót, khách hàng vẫn vui vẻ bỏ qua. Hãy đón nhận những ý kiến, phàn nàn của khách để cải thiện dịch vụ của bạn tốt hơn. Thường xuyên làm mới những dịch vụ ở tiệm. Khách hàng luôn yêu thích những gì mới lạ và những gì đang là xu hướng. Bạn phải nắm bắt được điều đó. Hãy theo dõi xu hướng nail trên thị trường và cập nhật ngay vào tiệm. Hoặc bạn hãy tìm tòi những cái mới, sáng tạo nhiều hơn để mang lại sự khác biệt. Điều này đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như nước sơn mới, cham mới, kiểu vẽ mới. Bạn hãy thử nghĩ xem khách hàng ghé đến sau vài lần,
và được nghe nay tiệm em có về cái này mới nè, chị có muốn thử không? Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy thú vị hơn và có gì đó đáng trông đợi mỗi lần ghé tiệm. Ngoài ra, bạn còn có thể kèm thêm những dịch vụ làm đẹp khách song song với dịch vụ nail như massage, gội đầu, uốn mi, nối mi. Sau 2 đến 3 tuần sơn móng gel, chúng ta thường gặp trường hợp lớp móng mới mọc ra khiến mẫu móng không còn đẹp như ban đầu. Nếu bạn tháo lớp gel cũ và làm lại móng mới thì rất mất thời gian, tốn kém và lãng phí vì lớp gel cũ vẫn còn đẹp và chắc. Lúc này, gel làm đầy là phương pháp hoàn hảo nhất. Hướng dẫn đắp gel khi móng mới mọc. Móng mới mọc làm mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Móng mới mọc làm mẫu móng không còn đẹp như lúc đầu. Quy trình đắp gel móng tương tự như quy trình đắp gel móng. Mài lớp gel cũ, sau đó dùng cọ phủi sạch bột và bụi trên móng. Cắt, rũa lại theo chiều dài mong muốn, chà nhám bề mặt sơn gel. Phủ bột mới lên móng mới mọc. Dùng máy mài mài lại toàn bộ móng cho đều, mỏng, tự nhiên, không nổi cộm. Tiếp tục chà nhám để lớp sơn gel mới dễ bám hơn. Cuối cùng, chọn màu gel và sơn lại móng tay của bạn. Tổng thời gian cho quá trình đắp gel khoảng 1 tiếng. Hướng dẫn làm sạch móng trước khi đắp gel, sơn gel tại nhà. Công đoạn pha chế đóng vai trò quan trọng trong quá trình đắp gel, sơn móng gel. Việc bạn có được mẫu móng ưng ý, đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị. Rũa móng đúng cách, vệ sinh và sử dụng dụng cụ cắt lớp biểu bì đúng cách sẽ giúp quá trình đắp gel, sơn gel dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch móng tay của mình bằng các bước sau. Bước 1. Rũa móng theo hình dáng mong muốn. Rũa móng trước khi đắp gel và sơn gel. Để có thể sơn gel và sơn gel tại nhà thành công, đồng thời có một vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần đến ánh sáng, hãy bắt đầu với việc làm sạch móng tay. Chúng ta cần bắt đầu với việc cắt, rũa và tạo hình cho móng. Chọn hình dạng bạn muốn trước khi cắt và rũa chúng. Kết thúc việc tạo hình bằng cách làm tròn bề mặt móng tay của bạn. Một số kiểu móng phổ biến như tròn, vuông, nhọn, hạnh nhân hay oval. Bạn nên cân nhắc và quyết định kiểu móng phù hợp trước khi sơn gel. Vì sơn gel không giống như sơn móng tay acrylic nên không thể cố định nó trong hoặc sau khi sơn. Bước 2. Loại bỏ lớp biểu bì ra bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Sau khi hình dạng cơ bản của móng đã được thiết lập, loại bỏ lớp biểu bì xung quanh gốc móng bằng thuốc tẩy. Dùng que đẩy phần da đã tẩy ra khỏi móng. Sử dụng một miếng bông gòn nhúng vào acetone để loại bỏ dầu hoặc mảnh vụn còn sót lại trên móng tay của bạn. Bước 3. Sơn lớp nền lên móng. Sơn lớp móng trước khi sơn gel. Lớp sơn nền nên được phủ rất mỏng đối với sơn gel, mỏng hơn nhiều so với sơn thông thường. Sơn lớp nền cẩn thận để tránh bị dính vào tay. Bạn có thể sơn gel mà không cần đèn tại nhà, nhưng lớp sơn nền sẽ khô lâu gấp đôi so với sơn gel có đèn. Dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì? Học nghề nail. Đắp gel là một trong những dịch vụ được ưa chuộng tại các salon nail ngày nay. Với ưu điểm giúp cải thiện nền móng và form móng, tiện lợi khi sử dụng, các thợ nail phải cập nhật tay nghề học đắp gel ngay. Để Gua Nail School giới thiệu cho bạn dụng cụ đắp móng gel bao gồm những gì khi đi học và làm nail nhé. Đắp gel là kỹ thuật gì? Đắp gel là một kỹ thuật đắp móng nhân tạo giống như đắp bột. Nhưng đắp gel sẽ mang đến hiệu ứng tự nhiên, mỏng nhẹ và ít sử dụng hóa chất mạnh trên móng. Khi đắp móng, bạn sẽ sử dụng gel đắp móng có sẵn rồi dùng cọ đắp đầu lên móng đã gắn form hoặc đã gắn móng úp. Sau đó đưa tay vào máy hơ gel để làm khô. Kỹ thuật đắp gel đòi hỏi sự khéo léo từ người thợ. Bạn cần được đào tạo kỹ thuật đắp gel chuẩn để tạo ra dáng móng đẹp mắt. Hơn nữa đắp gel còn có thể dùng để ứng dụng trong design trang trí. Ưu điểm của móng đắp gel được nhiều chị em ưa chuộng bởi chất gel mỏng, mềm dẻo hơn, không quá dày. Nền móng tự nhiên, dễ rũa tạo form. Hóa chất đắp gel không mạnh, ít gây dị ứng, không có mùi nồng. Dễ tháo hơn, hạn chế tổn thương móng. Dụng cụ và quy trình đơn giản hơn đắp bột. Có thể nói đắp móng gel là kỹ thuật cải tiến, sử dụng cho khách trường hợp